là hướng lên nửa trên. Và một trong những con tướng có thể ôm khu vực dưới và thả cho support di chuyển đến khu vực cánh trên, đó chính là con Zeke. Nhưng mà họ cũng chắc là cũng quên con Zeke là first một xạ thủ Whitside khá là khỏe ở thời điểm hiện tại. First pick đến với lựa chọn đầu tiên. Được vắng một luôn, họ được sẽ đưa chọn ra bên vị tướng nào luôn đây chứ. Vẫn còn rất nhiều vị tướng có thể chọn. Dạ. Nhưng mà Rumble. Rumble con này bữa giờ yếu lắm. Con này bữa giờ yếu lắm các bạn ơi. Đó được bên lòng. Từ từ, Rainbow Seven sẽ chọn hai vị tướng tiếp theo là như thế nào đây? Thì Estreel đang được nhá, liệu rằng có lấy luôn hay không? Rumble bây giờ thua nhiều lắm. Cao thì sẽ lấy con Estreel thì mở đường đánh con Jin thôi. Có cái gì gọi là áp lực vào Jin đâu. Thế là chúng ta lại có được canh trần khỏe đúng không nào? Estreel khó loại. Có đánh Leona luôn hay không? Estreel Leona lộ bài luôn nào các bạn. Thật ra con Estreel này thì bên phía của Gam vẫn còn một con bài nữa để có thể đối đầu ngược trở lại, đó chính là con Ash ở khu vực đường dưới. Cũng là một gọi là xạ thủ chim mồi khét tiếng nằm trong tay của An dễ thương. Cho nên chắc chắn rồi sẽ không có quá gì khó khăn. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Chúc bạn buổi tối con xin vui vẻ, bữa giờ mình vui nhiều lắm rồi. Nếu không nhầm thì đây là cái kèo đấu mà Smith đã thi đấu rất thành công trước bên phía bên kia. Là Rumble chưa có một ván thắng nào các bạn. Đây sẽ là một cái con nè có thể khiến cho Kia Giang gặp phải Rumble cái... đánh 4 ván thua hết 4 ván. Nhưng mà lần này thì bên phía Gam thì chỗ bọn Jin cũng được đánh thuận tay, đang đánh có firm phong độ thì cứ Jin, nhưng không Sivana và đã được chốt được Levi. Wow. Như vậy thì Gap Esports đem ra một đội hình mà khá là quen thuộc với chúng ta từ trong giai đoạn quốc nội rồi. Sivana, Yone và cả Rumble nữa. Bộ ba cánh trời. Cảm ơn Danny nha, cảm ơn Nam Mê nha. Nhưng cái vấn đề của Gap Esports. Má mình sao ý là mình coi cái trận BSG với lại Madland vừa rồi mình bị họ cần thêm. Bây giờ mình bị bối rối quá các bạn. Một sự lựa chọn khả dĩ. Không biết là bên phía của Rainbow. Cảm ơn anh Giang lấy sứ giả nha, cùng đi mắc rô cho Gap. Thì Uzin sẽ là một vị tướng kiểu là dọn bài. Cảm ơn Kia Gia nha, ok đánh con này ngon nha em. Được chọn. Đánh con này ngon nha, con này giờ thiếu đam lắm. Con Rumble bị giờ này bị thiếu đam. Kèo này thì Yone vẫn trẻ khỏe tự do. Đúng, kèo này tôi thấy khá ngon cho Yone. Khi mà vẫn có thể chơi một cách thoải mái ở trong hai ban đầu. Tới khi mà có đủ cấp độ và thậm chí là cấp độ 6 sẽ là áp lực ngược trở lại cho con Syndra. Những cái chiêu thức ban vào đến từ Yone, đến từ Sivana thì con Syndra nó không cản được bằng cái quá tắc kiểu đó. Cho nên đây sẽ là những cái khó khăn nhất định dành cho bên phía của Rainbow Seven ở khu vực đường giữa. Nghĩa là họ sẽ cần phải có những cái tính toán nhất định khi mà chọn con Syndra này. Họ sẽ đánh cặp với rừng gì. Bây giờ thì bên phía của Rainbow Seven cũng đã phải bắt buộc cắm Jin nằm trong tay của Azilus rồi. À hơi đau nha. Mơ Orin nha. Khá là đau của Gam đấy. Cảm ơn Kentetsuya nha. Thực ra cái đội hình của Gam thì nhìn nó vẫn ngon. Rumble với Yone là combo chơi giao tranh đẹp. Không, tại vì tôi nghĩ là con Yone sẽ không bị cấm đâu. Easy Love sẽ còn vị tướng nào để chơi đây? Để tôi nói những vị tướng tủ của anh ta mất hết rồi. Jin, Ash cùng với Zeke. Đồng ý Easy Love đã từng một. Cảm ơn không phải ai đó nha. Bitgum của anh bay rồi. BSG mét vô là Bitgum vòng khởi động của anh bay mất tiêu rồi. Thật ra thì Vi lại cảm thấy là Gam họ đã chuẩn bị cho cái tình huống này rồi. Hồi nãy họ tính lấy Jin, nhưng mà sau đó họ đã lấy qua Cyber. Easy Love đánh gì? Cuối cùng là chốt vào Yone. Họ biết chắc chắn là nếu như mà họ hở Jin ra thì chắc chắn là sẽ bị cấm rồi. Nên không Jin không Ash. Có sự chuẩn bị cho cái tình huống này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Gam Esports sẽ lấy hai vị tướng tiếp theo của mình là gì. Họ chuẩn bị nhưng mà chúng ta lo. Có nghĩa bùi rồi bùi sấp. Tôi đang thực sự là phải đặt một câu hỏi. Raven tủ luôn. Raven là một vị tướng rất rủi ro. Má cái đội hình của Gam. Ok chốt đi. Để coi vẫn còn lại tôi nhắc. MF cũng được. MF kết hợp với cái gì đây? Nếu đẹp thì nên là Rail cộng với là Asta. Mà mất kiểm soát hành vi nha. Đó chính là di chuyển của Elio và Bobby được khóa dành cho bên phía của Gam. Để coi bên phía của Rainbow Seven thì họ còn Rail còn Alistar vẫn còn nguyên ở đó. Rail thì đẹp nhất để có thể counter Bobby trong những tình huống làm bóng của mình nha. Leona thì cũng đã bị cấm đi rồi. Trước đó tôi cũng đã định nghĩ rằng con MF có thể được khả dĩ cho những phía của Gam. Nhưng mà của Wukong áp lực quá. Những cái pha lao vào của Wukong sẽ tương đối áp lực ở về sau. Đó chính là lý do tại sao bích Bobby. Tại vì đội hình kia nó xô vào khiếp lắm. Dạ. Tầm hoạt động cái quyết tan kẻ yếu nó được tung ra. Và sau đó là Wukong với Na lao vào thì cần phải có một vị tướng. Thật ra đội hình của Gam về cơ bản là ngon. Nó chỉ bị là con Rumble tỷ thắng hiện tại nó thấp thôi. Chứ không có vấn đề gì về mặt đội hình thì ok. Về mặt đội hình thì không vấn đề gì, chỉ là cái tỷ lệ thắng của Rumble hiện tại nó đang không ngon thôi. Chứ cơ bản thì xây dựng đội hình như Gam đang có thì mình thấy vẫn ổn. Hơn so với Gam Esports. Gam Esports thì đội hình của Rainbow Seven thì nó sẽ giao tranh trực diện hơn. Na, Wukong, Rom nó trực diện, nó lao vô hơn. Đánh cũng đúng kiểu giao tranh 5-5. Nếu hai đội đấu setup giao tranh á. Tướng cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều khoảng trống. Savannah cũng tương tự.
định hướng đội hình là khá giống nhau. Cho nên kiểm soát mục tiêu sẽ đắp giao tranh 5 năm thôi. Yone cộng với Rainbow cũng sẽ áp được ở cái khu lane để có thể tạo tiền đề cho Savannah. Và như vậy thì bây giờ Gammy Squad và Rainbow Seven sẽ bước vào bán thi đấu đầu tiên. Các bạn đừng quên hãy ủng hộ Gam và chúng ta hãy đến ngay với hai bình luận viên của chúng tôi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những diễn biến của vòng đấu khởi động. Chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận đấu của nhánh thắng và cuộc đấu độ giữa Gammy Squad cũng như là Gam thắng thì 2-0 luôn. Chuẩn bị bắt đầu. Đội hình hai bên đã hoàn thiện và phải nói rằng với đội hình của Gam thì đúng như cảm giác của tôi tương tự như anh Thiên và anh Trí. Nó có hơi một chút khó khăn để phối hợp. Nhưng nếu như vẫn giữ nguyên cái cách chơi ngày hôm qua thì đây là một niềm tin vẫn vững vàng dành cho Gam mà thôi. Họ muốn có một sự tình lớn cho nên đó là tại sao mà họ muốn có được những sự lựa chọn mà họ cảm giác là hài lòng. Quảng nhất. Cáo đầu trận nha em ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Còn Rumble, còn Savannah trong tay của Levi cũng tương tự giống như thế. Nếu như họ vẽ được những cái chuỗi trận đẹp, tức là nhìn về mặt cơ bản, combo combo vẫn có. Có điều để có thể thực hiện được nó thì nó sẽ đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng cá nhân đến từ Yone trong tay của Imo. Nó sẽ đòi hỏi là bây giờ đi đường như thế nào đến từ Gam và cả Rainbow Seven. Và nếu như Gam đi đường tốt, có được cái lượng trang bị vừa đủ bút vào những pha tranh thì sẽ có cơ hội dành cho anh phía của Gam. Còn bây giờ thì cả hai bên di chuyển với 5 người Rainbow Seven ra khu vực đường giữa. Họ đang có những cái toan tính như thế nào đây khi mà 3 người đi vào rừng. Mắt thì vẫn chưa cắm đến từ Lion. Smith có một pha cắm mắt. Ôi, cắm mắt chưa. Chỉ dụ thôi. Anh ta đi sát tường, có một cái nhịp giống như cắm mắt nhưng các bạn này vẫn chưa cắm. Còn trong cái đó thì Savannah trong tay của Levi đang bắt đầu di chuyển. Thằng Summit là thằng đang có phong độ cao của Rainbow Seven. Cố rỉa nhưng nó không được đánh giá cao lắm khi mà trong giai đoạn tại vẫn chưa có gì. Ui, lái anh. Nhìn xử lý kỹ năng lừa nha. Bây giờ mà ổn. Đập mất tới cái con mắt của bộ đỏ là không kịp. Không kịp. Điều này đang giúp cho khu vực nửa cánh trên của Gasport đã có được một thông tin rất lớn, sẽ biết được là Weddy sẽ khởi động ở khu vực bùa xanh hay là khu vực bùa đỏ. Và như vậy thì Elio anh ta, tôi nghĩ là tình huống đó anh ta có nghe tiếng. Kèo Rumble với Na là kèo kiểu như kèo classic, kèo kinh điển đường trên. Đang giữ máy quét để kiểm soát khu vực đường dưới. Còn bên phía bên kia thì một máy quét chặn đến từ lên. Do cái lao điện vô đầu. Má nó khôn vậy. Má nó khôn á, nó khôn á. Chích từ cái lao điện vô đầu đó. Sẽ là cái đi đường rất là an toàn cho Kia khu vực trên. Cái quan trọng nhất là Levi cũng sẽ không bị lo ngại lắm cái vấn đề cấp độ xấu của anh ta có thể bị ảnh hưởng một phờ đó dựa trên khả năng đẩy trong khoảng thời gian đầu tiên của con bài ngộ không này. Còn trong cái đó ở khu vực đường dưới, cái tôi muốn xem là liệu Lion và Cell có thể có được lợi thế đầu game như là ngày hôm qua khi mà họ đối đầu với lại Watertip hay không đây. Trong xuyên suốt cả ba ván thi đấu Cell luôn lần có được lợi thế thì bây giờ Cell cũng đang muốn làm điều tương tự khi đó quyền là không trúng, không đánh các người được. Và Easy Love ở khu vực đường dưới vẫn đang có một lượng máu rất đẹp để có thể tiếp tục gia tăng lượng chỉ số phạm của mình. Elio anh ta bán máu để anh ta có thể cùng với Easy Love để lính càng nhanh càng tốt. Tại vì cả hai bên đang muốn kiểm soát cho mình đó là cua dưới. Và hãy nhìn bây giờ mắt dưới đã bị kéo máu từ Elio. Nhưng cái vấn đề quan trọng chính là Easy Love Elio đẩy trước sau đó phương đây. Lướt lên tấn công trước. Cũng làm chậm nhưng không có hình quá nó bị hụt. Nó không trúng. Mà nó bị trúng là choáng chết. Đó là hit bắn đầu tiên cho nên nó khiến cho lượng máu của xạ thủ đối phương cũng đã gặp rất nhiều vấn đề. Cái nếu của bây giờ đồng ý là anh ta cũng đã cấu được một lượng máu khá lớn cho Jimon. Nhưng cái quan trọng đây vẫn là một Yone bước chân tóc đồng ý nó bị nớp. Nhưng về mặt chất tướng thì con Yone này khả năng lại của nó vẫn ok. Để xem khi mà cả hai rừng chạm nhau sẽ là như thế nào. Nhưng mà ít nhất khu vực dưới thì Gam vẫn luôn giữ thế đẩy trước so với đối phương. Và khi để trước như thế này thì cái tình huống di chuyển ra nó sẽ dễ dàng hơn dành cho anh phía của Gam Esports và sẽ mang lại lợi thế anh cho anh phía của Levi. Bây giờ thì ăn vòng rừng thì tốc độ vòng rừng và có vẻ như Levi có vòng rừng đột biến nha. Anh ta khởi đầu với là bãi sói, sau đó anh ta di chuyển số ăn cho mình ra ba bãi dưới và di chuyển ngược lại lên phía trên. Nhưng bây giờ thì Smith đang có tình huống di chuyển vào, ta muốn cắm mắt màu xanh của đối phương và có vẻ như Smith sẽ phát hiện được cái hướng di chuyển đến từ phía của Levi rồi. Anh ta có thể có được những lượng thông tin rất chất lượng, còn trong khi đó thì một lần nữa chúng ta sẽ được nhìn thấy Imo vẫn đang tiếp tục gia tăng nguồn chỉ số vào của mình nhiều hơn tí xíu. Smith đẹp nha Imo ơi, giữ máu, giữ máu. Quan trọng hết là anh ta cũng không cần phải sử dụng con mắt quá sâu làm gì cả, anh ta vừa kiểm soát được ở ngay khu vực rừng của đối phương dựa trên cái hoa so sáng vừa rồi và anh ta còn kiểm soát được ở con Rumble đó bị nớp đam early game nhiều lắm các bạn. Elio đang cố gắng giữ càng nhiều lính càng tốt, không cho lính di chuyển vào trong khu vực trụ. Còn Smith đang gặp rất nhiều vấn đề, đây đang là trong dạng quá tải. Nó được tăng cái khả năng cái tỷ lệ tăng sức mạnh phép thuật khu vực này, tăng đam theo tỷ lệ sức mạnh phép thuật, nhưng mà đó là kiểu như siêu lay kìa. Nhưng với một đội hình trong giai đoạn tại còn cái giai đoạn early game là cái đam của con Rumble bây giờ nó yếu lắm, cho nên đi lane nó không còn mạnh nữa. Trên vẫn đang tiếp tục là gặp nhiều vấn đề quá. Nó cắt hoàn toàn, Smith chắc có lẽ nhưng cũng không nghĩ rằng là cái sự khác biệt khu vực trên nó lại lớn đến như vậy giữa hai đội hôm qua. Đội hôm qua mà họ gặp, ui hay. Tốt. Đấy là cái canh thời điểm với 27 chiến sĩ lính như thế này, canh để có thể đi về chuyển về nhà mua cho mình đó trang bị đầu tiên với dây cuồng nộ. Sẽ là ổn cho Imo khu vực đường giữa. Mà trong khi đó khu vực đường trên thì với sự hỗ trợ việc ăn cua trên đến từ Levi, thông tin có đến từ phía Gam Esports giúp cho Kia Gia bây giờ tương đối là an toàn khu vực cánh trên. Mặc dù đẩy nhưng ta không gặp những áp lực khi tấn công bằng của Summit và tạo lợi thế bây giờ.
di chuyển về nhà mà không có kịch chuyển từ kia ra nha. Quá khỏe. Kia mất kịch chuyển từ hai bạn này không có đồng thuận. Tối về có cãi nhau không? Khác nữa. Còn trong đất kia trong giai đại người 20 người 21. Thần của anh ta. 20 chung luôn. Trang bị gì đây anh ta đang rất là tuyệt vời. 29 sau đó bấm BV có đã xung biết dịch chuyển ra với tầm 24 lượng kỳ số lính. Chứng tỏ là về cái nguồn trang bị rất khó rất thể sao bị với lại kia phía kia chỉ tiến. Vậy nhìn xung biết anh ta cảm nhận được cái vấn đề khu đường cũng khá cao. Bắt buộc là phải một cái áo kháng phép nếu như anh ta không muốn mình trở thành nhân ở những tình huống tấn công. Bắt đầu có được những tín hiệu để tốt khu vực đường giữa đến từ phía của Game Esports khi mà họ có được cái tình huống di chuyển về trước từ Easy Love và Elio cấp độ 4 có trước so với đối phương khu vực đường dưới. Đẩy xong và bạn có khoảng trống di chuyển. Bây giờ thì có khả năng kiểm soát cho mình đó là khu vực đó là rồng đầu tiên của ván đấu. Sẽ là một cái lợi thế nếu như ăn sớm đến từ Levi tích cho mình thêm một lượng giáp kháng phép đến từ con Savannah này. Một ván đấu mà từ nãy giờ chúng ta không phải là một chiều cái gì cả nhưng rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy được là mẹ cũng nó chưa có. Nhưng quan trọng hết là Game Esports từ nãy giờ vẫn đang đi đường rất tốt, họ đang có tất cả các cánh đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt khu vực giữa Imo chưa hề gặp vấn đề gì cả. Anh ta vẫn đang cầm bấy giờ tóc, anh ta vẫn đang đẩy một trong một Imo hơi ít máu. Bởi vì Levi sao nay cấp 5 hơi khó đánh nhau. Cực kỳ nhiều dựa trên cái khả năng khống chế đó của bài Syndra này. Khu dưới sắp ra nhà Levi chưa lộ. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Từ nãy giờ ra đẩy luôn. Chuyển qua di chuyển lại cái chỗ gần mid để hỗ trợ và nhằm mục đích là giúp cho con Syndra này càng ra bút ra phụ đẩy phụ đẩy về. Có thể nhìn thấy được những cái áp lực từ nãy giờ tạo ra nó gần như bằng con số 0 và Kenny bất lực hoàn toàn đứng bước chân tóc của Imo. Đây là một nhịp di chuyển tốt cho hai khu vực dưới. Hay, né tốt, Easy Love, hay. Sao An dạo này nó đánh hay thế nhờ? Đánh hay từ chung kết rồi. Ừ. Không phải dạo này đâu, một tháng trước đánh hay rồi. Đánh rất là tốt với từ Easy Love khi mà pha đó không lắp được cái quy đó là mệt á. Tình huống vừa rồi, chứ nếu không mất nửa lượng máu là gặp nguy hiểm. Đúng rồi. Pha đó mà không né được cái quy đó là chết á. Bây giờ đối phương đẩy trước, di chuyển ra khu vực hang rồng, nhưng đổi là kiểm soát ở khu vực sâu hư không đến từ phía Game Esports khi mà được khu vực đường giữa. Lượng máu của Imo là ok. Khu vực đường trên thì kia da máu luôn luôn đầy đủ và bây giờ thì chúng ta trao mục tiêu tất cả hai bên mà thôi. Những cái quan trọng là ba con số không sẽ giúp trên phía Gasport tại hướng đến những tình huống combo combo, những tình huống giao tranh mà dựa trên nguồn sát thương của họ, họ sẽ dựa vào những yếu tố Gam để tranh cướp. Ngày hôm qua là đánh đúng kiểu đẩy cánh tốt á, cho nên lấy được sâu nhiều cũng ok. Hình này về mặt chất tướng là chiêu cuối của đoạn mid game mà đánh Silent đánh hai đường cánh tốt thì là lấy sâu sớm cũng được. Mặc dù là Savannah thì mình nghĩ là ăn được rồng thì vẫn ok, nhưng mà lối chơi của Gam thì cầm sâu sớm cũng tốt. Đặc biệt là ba sâu sớm luôn nè. Cấp 5 đến từ con Savannah. Lát dễ triển khai sâu 2 cân nhắc mục tiêu từ cả hai bên. Và phần ở đó giúp cho cái lượng sát thương và công trình của đối phương bị hạn chế đi. Vì giai đoạn về sau Na để công trình rất là khỏe đến từ bán máu về, bán máu về thôi. Nên đây là phải đổi mình nghĩ là ok đến từ phía của Game Spot mà thôi. Không thành vấn đề, sale từ nãy giờ những phát bắn của sale. Liên minh huyền thoại đỉnh cao chưa? Thì nó vẫn chưa có được mức độ chính xác cao. Kenny đang đi tìm coi là con vui. Liên minh huyền thoại đỉnh cao chưa? Và bấm B chỗ không nào. Bẩn mắt. Cuối cùng thì anh ta đã đánh kiểm soát. Đi tìm con Macro đã tổ chức một tình huống cướp. Bởi vì đơn giản cái con mắt đầu của kia da nó biết được là cái vòng hồi sinh tiếp theo cái khoảng thời gian bao lâu mà cái bùa đỏ này nó hồi lại để giúp cho Levi kiểm soát được. Và khi bùa đỏ không phải như mấy thằng hề kia Levi có được đó khu vực lớn ăn đồng tương đối là lâu, sau đó anh ta di chuyển về nhà thì rõ ràng khu vực lớn của Levi cũng tính toán được cái khoảng thời gian đó phương di chuyển về nhà như thế nào, di chuyển vào cướp cho mình đó là con bùa đỏ. Và rất tinh quán từ Levi khi anh ta biết rằng đối phương di chuyển từ khu vực nhà lên cánh trên để dọn ba bãi trên thì cái vòng rừng thông thường sẽ là ăn cho mình đó là người đá bùa đỏ và bãi chim biến dị. Và như vậy là tiện tay cướp được coi như một bãi rưỡi đến từ phía Levi đi. Vẫn là thành công từ Levi rồi. Nó thành công ở cái mức độ như thế này. Odd đi ngang qua bùa đỏ chứ không phải bùa đỏ của chính anh ta, chứ không phải là bùa đỏ của đối phương. Và đây, thậm chí là họ còn nhảy vào luôn, coi như là họ không có thông tin. Anh ta không biết có bất cứ một cái thông tin gì cái câu chuyện là Levi di chuyển và đi cướp rừng cả. Chính điều này đang khiến cho đi không có một pha trả lỗi. Tự nhiên thấy mất hết bùa, mất cả chim. Bây giờ thì sẽ trở về với cái nhịp farm từ cả hai bên. Nhưng Odd đi sau khi ăn rồng xong thì ta mất đó là hai bãi rừng rồi. Rồi bây giờ bên phía bên kia thì Levi anh ta ăn cho mình đó là cướp đi về xong ăn cho mình bãi 6 đúng trước vòng rừng 1 của anh ta luôn. Và ăn bãi 6 xong ta di chuyển sẽ ăn 3 bãi dưới, di chuyển bãi trên. Và như vậy là cái nhịp vòng rừng hiện tại đang farm tốt hơn rất là nhiều đến từ Levi, giúp cho cái ngưỡng sát thương ở cấp độ 6. Nhưng cái điều khó khăn vẫn phải cẩn trọng đó chính là ở cấp độ 6 thật ra chống chịu ở từ phía của Gam không phải là quá nhiều. Bên phía bên kia hiện không chế là tốt, sẽ cần những tình huống mà canh chỉnh sát thương đến từ phía của Gam. Trong khi đó khu vực đường dưới thì giáp trụ với việc có 3 sao không sớm đến từ phía của Gam đã giúp cho Izalus có lực lượng tự tiền. Và cái quan trọng là ở trong giai đoạn hiện tại họ sẽ không chỉ canh chỉnh về cái vấn đề sát thương mà họ sẽ canh chỉnh cái lượng nộ của Smith, đó là điều cần thiết. Imo vẫn đang tiếp tục với những lượng chúng ta xem cái phong thái rất tự tin né kỹ năng. Hay. Né qua né lại rồi cuối cùng hồi phục đi là né giữ chưa, là nói chung là bây giờ trong hai kỹ năng né một thì nó cũng 50-50. Odd đi tìm bùa đỏ để cướp. Ui con mắt rất hay của Gam nha. Khi mình biết cách block rồi các bạn yên tâm, đợt này mình block nhanh của đối phương. Chú khỉ nãy giờ lạc lõng quá, chú khỉ vẫn còn đang đi lòng vòng trong rừng. Và nếu như chú khỉ này định tổ chức một vòng trụ khu vực dưới, đi chú khỉ lạc quá.
trước khi vẫn đang lạc một The Last Monkey. Khi mà trong giai đoạn này Tài vẫn chưa biết đây là gam dụ nha, gam không chắc bùi, đây là gam dụ. Gam có thông tin Savannah thời điểm này cũng đã có sử dụng chiêu cuối giải quyết lính và Oddy sẽ không thể nào tổ chức một pha băng trụ của đội dưới này được. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất Gam không đưa vào cái thế là đối phương di chuyển xuống một người, tại vì bây giờ bạn hãy nhìn khu vực đường giữa, Kenny để trước và lượng máu của Kenny nhỉnh hơn sau là Imo. Cho nên ở cái thế này cũng tương đối là khó, mà bây giờ khu vực đường trên né tốt với Kia Gia, né rất hay đến từ hình phiếu Kia Gia và không dính kỹ năng nào cả. Imo thì hứng hết, nhưng cái quan trọng hơn hết là những gì mà Imo đang làm khu vực đường giữa vẫn đang rất là tốt. Anh ta không hề có dấu hiệu là mình bị thua thiệt bất cứ một cái điểm gì cả. Còn Summit khu vực đường trên, đơn giản là mỗi lần camera lia lên khu vực trên là tôi đang thấy Kia Gia chơi hết thành công. Thật ra năm ngoái không chỉ là Gam loại Rainbow Seven trên thế giới đâu, năm ngoái chính Gam còn loại cả Summit trên thế giới. 15 phút không mạng thiệt mà trận đấu về luôn Imo. Chiếc vé cuối cùng khi mà Gam nói đầu với Team Liquid thời điểm sau hai này đánh được thôi nha, tại vì mình có ba ăn sâu đầu rồi. Cho nên bây giờ gặp lại thì nó không chỉ là một mối thù, nó ba sâu đầu rồi, tình trước Rainbow Seven đúng rồi, nhưng liệu có trả được hay không ngày hôm nay thì nghĩ rằng hơi khó trả rồi. Với hiện tại đi đường khoảng 10 phút thì Gam vẫn đang nhỉnh hơn tiền so với đối phương, và cái điều làm tốt chính là cái vòng rừng của Levi không bị ảnh hưởng cái gì cả. Đúng, đường giữa có thể gặp khó khăn, nhưng những tình huống mà di chuyển sang cướp rừng ở thời điểm đối phương ăn mục tiêu là những tình huống mà Levi đang đọc. Đánh luôn rồi, đánh sâu luôn rồi. Quan trọng là từ để về Gasport họ luôn bước hơn Rainbow Seven một bước. Đây là một trong những điểm chúng ta sẽ lưu ý. Levi vừa có đồ. Chúng ta có nhìn thấy Oddy thì bây giờ bị xoay như xoay trong trống vậy đấy. Từ tất cả mọi tuyến anh ta đi, từ cái nơi mà anh ta đi cướp rừng hay là anh ta đáp trả cái gì đấy, Nati này không hề có thông tin là Savannah trong tay của Levi đi đâu. Và chính cái việc không thể nào đoán được cái nhịp rừng của Levi đang khiến cho bên phía của Rainbow Seven đồng ý. Họ có những cái kèo thì vâng, cầm con cái láo nha. Đây xem nào, bắt được không đây. Kia Gia có thể bị dính một cú xoáy, tại vì xoáy lên nhưng Elio đang nó chỉ cúi đâu. Có cả Levi nữa, thả ra mưa tên lửa. Oddy, sao cái bóng bên này mà từ từ bản chính. Rồi lạc mid vô công và phía bên này thì sao đây, người đang gặp vấn đề rất lớn, chưa cúi được bậc Kia Gia có thể bị kẹt lại. Oddy đang nhảy và đang tấn công, Oddy đã phải nằm xuống, nhưng cảnh bên này thì Levi vẫn đang tiếp tục tỏa sáng với những tình huống gạt vô cùng lớn của mình và tóc biến lên Q3 Q1. Imo chỉ một phạt đường, hai mạng cũng liên tiếp cho Gami Swan và Imo đang tới tiếp tục tiếp cận người Kenny cũng như là Lion. Levi đang chuyển hóa dạng rồng hất tung rất hay của Imo, chỉ hơi tiếc là Elio tới hơi chậm một tí xíu. Bốn tốc biến của Gam mất đi nhưng có 2 điểm hạ gục và tiếp tục là 3-0 dành cho Gam Esports. Trong khi đó bên phía bên kia họ mất đi 3 tốc biến. Chỉ là ngon nha anh em ơi. Mà thôi, và rõ ràng thì đủ sâu. Cả hai bên, một người là 2 điểm hỗ trợ, một người 1 điểm hỗ trợ. Thì chắc chắn Kia Gia vẫn là lời hơn so là Summit, nhưng rõ ràng cái ngưỡng sức mạnh được gia tăng dành cho Levi thêm cả Imo là cái khoảng mà vượt trội hơn đến từ phía Gam Esports. Cái quan trọng vẫn là cái câu chuyện là rừng, thật ra top bên kia cũng chả ăn mạng mà cũng nằm xuống cùng với anh ta. Nhưng đúng như anh Hảo nói là Kia Gia lời hơn một cái bạn hỗ trợ, nó cũng sẽ giúp một phần đó, cái khoản kinh tế của Kia Gia sẽ cực kỳ tốt. Ta được xem là pha tranh này khi mà khởi đầu Kia Gia quạt chui cuối chặn được tấn công của Summit, Oddy phải dùng cho mình đó là cái W để thoát ở phía trên tường. Nhưng có vẻ như Elio và thêm cả đó là hai người còn lại là Kia Gia Levi không nhận ra hướng chuyển Oddy. Nhưng đây là pha làm choáng ít nhất là Kia Gia tóc biến để câu thêm thời gian của đối phương và ép Summit phải nhảy vào tóc biến ở phía trên tường, khiến cho anh ta ở cái thế là không thể nào sống được. Và tóc biến rất nhanh đến từ Imo để có một hỗ tấn công mọi người có đi vào đi. Ê Oddy giỡn quá, Oddy Elio hút được vào tường. Oddy giỡn, Oddy giỡn rất yếu máu và ta bị tấn công. Anh ta không thể nào có thể thở được trong tình huống này. Ta được quen coi nhưng mà ta được khá nhiều. Kenny xài luôn cả R và Imo xuất hồn về lại. Không ăn thằng gian thằng khác. Xeo nhảy vào phía này để tấn công tiếp. Levi đã đánh các người tóc biến lên tính là Easy Love để hỗ trợ thêm. Levi đã được kẹt khạc cả nhưng mà hạ cục đã có cho Lion và Oddy đang phải đứng để chờ đợi cơ hội thêm. Anh ta sẵn sàng quay đầu các thầy kiếm cực kỳ đẹp và cố gắng chạy đến từ Easy Love nhưng không thành công. Xeo là người dứt điểm được. Rainbow Seven họ thành công trong trận đấu vừa rồi. Chúng ta có được rồng nhưng mất 3 để hạ gục với tình huống vừa rồi đó. Pha tranh mà Gam họ chia lẻ từng người, họ muốn tấn công vào, muốn hạ gục thành công được Xeo, muốn tấn công vào lên thêm cả lỗ đi. Nhưng lượng máu một chút xíu mà thôi và đó là pha tranh mà có vẻ như cái nhịp chống máu tích lũy vì nó không đồng bộ cho lắm. Đó là pha mà tấn công đến từ chiêu cứu của Easy Love, nó lại không cùng nhịp với lại khả năng tấn công của Levi vào người phía kia lỗ đi và lên. Và cái sai lầm này cũng là sai lầm khá đắt nha, nhưng mà lượng tiền ít nhất là vẫn là cân bằng từ cả hai bên. Nó có thể được giải quyết trong những tình huống giao tranh tiếp theo. Và cái quan trọng hết là bên phía của Gasport sẽ cần phải tìm lại được cái nhịp giao tranh đẹp của họ như tình huống họ đã làm được của phần nửa cánh trên. Còn cái câu chuyện của mình trên, thật ra Summit cũng đang gặp khó khăn rồi đấy, anh ta không sâu lạc đánh cảnh tốt. Lion chỉ là đây hỗ trợ, nó sẽ giúp một phần nào đó cải thiện tình hình của Summit ở khu vực đường trên này. Một pha giao tranh mà bên chúng ta mất 3 người và cái giá phải trả là để cho đối phương cân bằng về lượng tiền. Nhưng có những cái thông tin rằng những cái người quan trọng bên phía bên kia không có tốc biến, bây giờ Sale không có tốc biến lên, không có tốc biến thì sẽ có cơ hội tấn công dành cho anh phía của Gam Esports. Bây giờ thì thật ra với con sứ giả này cả hai bên di chuyển ra, cơ hội thì vẫn còn mà thôi. Ồ, đây là pha Gia bị giữ lại, chặn lại bởi Summit và đó là pha mà ở cái tầm W thì nó vẫn còn.
Như vậy chúng ta mất đi một dịch chuyển, chứ nếu như pha này chuyển thành công từ kia ra, câu chuyện có vẻ sẽ khác rồi. Đúng. Đây là cái nhịp lao vào, thật ra nhìn lượng sát thương rất là nhiều nha. Má miếng đàm, thiếu miếng đàm. Tách ra một cái hạt thông nổ này khiến nó quét thằng Kinh, nó quét tan kẻ yếu ba người các bạn. Nó cầm con gây láo nha. Nó sáu sâu ăn trụ nhanh lắm. Đúng rồi, tại có sáu sâu luôn không lận, ngon, dễ ăn. Má nó quét tan ba người lắm chứ. Này thì Rainbow Seven họ sẽ muốn trao đổi cái trụ ở khu vực nửa cánh trên và họ có thể muốn nhiều hơn, họ có thể sẽ muốn có thêm con xe cái nước. Nhưng nếu như mà họ có được con xe nhìn cho nhà bên nha, cái trụ hai đường dưới thì không hồi tranh cướp rồng của họ hơi mệt. Seo đang chạy xuống hỗ trợ, Summit đã sẵn sàng với con đà khổng lồ, một pha lùi 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 lùi. Và chính tình huống đó đã khiến cho Seo phải trả giá bằng nửa cây máu của bản thân mình. Busan đang ui Seo một lần nữa bị khạc. Đừng đi lùi, đừng phải lùi. Odin quay lại tấn công sử dụng kỹ năng sấy xuống. Elio chạy. Chạy. Bước lên tấn công, quăng cục đá xuống người Elio. Nhưng Elio ơi. Bảo đại lên bật ra bắt buộc có khiên. Elio lại tuyệt vời trong tình xử lý cuối cùng của mình. Kỹ lưỡng mà Elio đừng chơi với cái pha gì vậy nữa em ơi. Cái nước và họ phải xuống khu vực đường dưới phòng ngự với rất là nhiều người. Họ không ăn được cái trụ một đường trên luôn. Và tại vì nếu như ở khu vực đường trên thì làm sao có sát thương khu vực đường dưới phòng ngự và tấn công mọi người của Elio nữa. Đó là phải di chuyển về từ Kenny, di chuyển của ta phải được dùng tình huống vừa rồi. Và họ cũng mất rất nhiều công cụ nha. Oddi mất chiêu cuối, lên cũng mất chiêu cuối tình huống vừa rồi. Trong khi đó khu vực đường trên, Kiaya đi về nhà lên cái lại khu vực đường trên và anh ta vẫn đéo khu vực đường trên được. Như vậy thì nhìn chung mặt kinh tế vẫn đang nhỉnh hơn 1.200 tiền so với lệnh phí của Game Sport, mặc dù họ thu 2 điểm hạ gục. Nhưng cái chúng ta có chính là cân bằng về lượng rồng và đó là 6 sau hư không cho Game, sức mạnh để trụ rất là khỏe từ Game. Một ván thi đấu vẫn đang vô cùng nghĩa là Thánh Linh luôn luôn trong những thế 50-50. Summit đang bắt đầu bị có đồ nha, có đồ rồi nha, giỡn nha, có đồ rồi nha, Yone có đồ rồi nha. Thời điểm khi một con Yone đã có dây cuồng nộ, thời điểm khi Yone đã có được cái gươm si vong là thời điểm nó 1-1 cũng khá khỏe. Mà khó cho Summit khi mà đi là về kia da phải lên như mình nó dày kháng phép. Ừ. Đến rồi bây giờ đối đầu với lên phía bên kia thì ta tàn là máu mà thôi, máu mà gặp cho mình đó là gươm si vong thì làm sao mà chơi được. Mà khu vườn trên kia da cũng nên cẩn thận nha, đối phương có sát thương chứ không phải là không. Đào kia da. Đấy là con Shin ra khá là khỏe, nhưng đối phương đang muốn ăn trụ, không được. Đào. Đặt lính sau. Còn trong cái đó chúng ta nhìn, ôi trời ơi, nó mỏng thế. Rất mỏng ra đằng khác. Và sáu sâu ngon. Imo đang quyết định là lấy Summit trước rồi lấy cái trụ sau Atawi vừa rồi không trúng. Nhưng Summit cũng đang mất máu tương đối và chắc chắn sự ảnh hưởng là vô cùng nhiều. Ui. Đầu đường đấy, thiếu một. Ui, Seo đã phải lùi một tí xíu. Trụ ngon. Để có thể được con lính đó, nhưng vẫn còn một con sâu. Một con sâu hư không rất chất lượng. Macro đỉnh. Để nhằm mục đích là ôm cái đam của trụ và cuối cùng họ được cái trụ một khu địa giữa. Sức mạnh của sáu chưa mất cái trụ nào. Công trình ở khu vực đường dưới và các khu vực đường giữa và mở ra khoảng tầm nhìn rất là lớn cho Game Esports. Bây giờ đó phương muốn di chuyển ra khu vực hang rồng phải đi ngang qua khu vực đường giữa không có rửa mắt liền rửa mắt liền và không có cả trụ một lẫn trụ hai. Cảm ơn Gam đi các bạn. Chúng ta đang kiểm soát được đó là khu vực bù xanh của đối phương. Rất khu vực lớn thi đấu nó phải như vậy, chung kết thế giới nó phải như vậy, nhánh thắng nó phải như thế này. Và những vị tướng như là không phải như mà mày hai thằng mày hề siết kia. Đối phương sẽ rất là khó cho Rainbow Seven. Và cái vấn đề lớn nữa cho Rainbow Seven là những vị tướng kiểu như là sinh ra sẽ rất khó để thoát khỏi được những cái vòng vây kiểu như cú khạc của một 17 phút liên minh huyền thoại đỉnh cao. Mưa tên lửa hoặc bão đạn. Còn khi nào vui tính thì chưa biết. Rất lớn cho nên sẽ bắt đi bắt buộc. Ừ. Như đã nói, Oddi gặp phải cái lò luyện đơn mang tên Kia thì cũng rất khó để làm được gì lắm và anh ta đã phải cố gắng thoát ra. Bây giờ thì Rainbow Seven đang di chuyển ra khu vực hang rồng và chúng ta đang muốn bỏ rồng đi chuyển ra khu vực trao đổi cũng được, trao đổi ok không vấn đề gì hết. Rồng ba mỗi bên có một con thì trao đổi mục tiêu ok. Và nếu như bạn lấy được sứ giả này và mở ra được công trình ở khu vườn trên, ừ trụ một đường trên, trụ một đường trên có nghĩa đổi là một lượng tiền đối phương có thêm một rồng, nhưng ít nhất là với sứ giả bạn kiểm soát được cả trụ hai của đối phương nữa thì tiếp tục lột lượng tiền gia tăng. Thì bây giờ bạn hãy nhìn về lượng tiền vẫn đang hơn đối phương con số gần 3.000 tiền. Và đây là cách kiểm soát của Game, tôi nghĩ là vẫn hợp. Nói này hơi kỳ chứ các bạn biết đánh giống ai không? Tiền vị tướng có sát thương nhiều như là Savannah, như là Rumble hay thậm chí là con Yone. Với thật ra pha trao đổi chat này thì tôi cũng đồng ý với lại bên phía Gasport, tại vì bây giờ họ vào giao tranh nó cũng chả có cái mục đích gì cả. Bạn có cái má thằng nào chat T1 không biết nhục T1 về việc lựa chỗ đánh nó cũng là một vấn đề. Tức là nếu như họ thất ẩn thất hiện má mày có thằng nó chat T1 việc có được lượng tiền nhìn sẽ cung cấp đúng tốt cho gà xong cái điểm mạnh của họ. Chính xác là như vậy, tại vì nếu như bạn đối diện trực diện với cả hai bên thì Rome là một vị tướng chặn hầu hết mọi sát thương. Nhưng nếu như bạn tấn công từ nhiều hướng đồng tiền nắm bắt khác nhau thì rất là khó cho Tiêu Anh là đánh BK. Để làm sao để đảm bảo. Má Tiêu Anh nào đánh trao đổi mục tiêu, Tiêu Anh đánh BK. Lê Vi làm tốt. Những cái mưa tên lửa kết hợp với. Ủa tụi em fan Tiêu Anh, tụi em không coi Tiêu Anh đánh hả? Tiêu Anh nào đánh đủ mục tiêu. Đối phương có thể chịu được sát thương nữa cả. Bây giờ ta đang có khoảng thời gian để thể tiếp tục gia tăng. Ôi đơn sơ nha. Đối phương mới chỉ là. Tiêu Anh đánh giao tranh mà Tiêu Anh nào đánh đổi mục tiêu. Đồng tiếp theo của bán đấu di chuyển ra cạnh trên các sòng phẳng. Cái quan trọng hơn hết là tôi cảm giác là họ sẽ trên cơ hội một tí xíu dựa trên nguồn tầm nhìn mà đang sở hữu. Tiêu Anh đánh BK mà. Khoảng cách giữa hai xạ thủ 1.5k. Đây là vấn đề lối chơi thôi, mình không phải bảo là hay hay dở phải không? Mình đang không bảo lối chơi của Tiêu Anh là dở.
Nhưng mà cái đây cái kiểu đổi mục tiêu này không phải là Tiêu Anh. Tiêu Anh là đánh kỹ năng bị dính một cú lôi điện nữa và anh ta đã cần phải lùi. Vẫn sẽ có sự hỗ trợ đến từ đồng đội đi, mục đích là có được cái trụ một khu vực đường trên. Còn trong đó thì trụ một khu vực đường giữa bảo đạn đến từ Easy Love sẽ hóa giải được những gì cần thiết nhất. Và Cell bị trụ bóng một phát cho nên anh ta còn tầm khoảng nửa cây máu. Cái thế di chuyển ra khu vực nửa cánh dưới đến từ Gasbox đang mở ra khá to. Có một điều ngày hôm qua khi mà xem sẽ thi đấu với con Ezreal hay là một vị tướng nào khác thì ra chỉ số pha của ta không tốt. Đó là điều mà giúp cho ngày hôm nay khi bị giúp đầu với lần thích của Cell thì chỉ số pha của ta đang tốt hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ đoạn không có mục tiêu thì làm gì? Chỉ có Baron thôi. Đúng rồi. Đang bị nhỉnh hơn là chỉ có một mục tiêu thôi thì làm gì? Cướp rừng, cướp được con mùa xanh. Đây là cái ăn được con cua. Rất là dễ dàng cho gáp 30 quái rừng. Kiểm soát mùa xanh của đối phương, cướp luôn mùa xanh từ Levi. Hân cấp. Và tiếp tục bắt đầu alpha từ Levi khi mà 169 lính từ Levi rồi. Và nó có thêm một chơi bài toán kinh tế hả? Đánh hồi dẫn 5-7 ngàn tiền dễ giao tranh hả? Gặp chơi kinh tế đúng không? Để có thể nhắc tới tại vì như thế này chúng ta xem có đủ có đúng một mình con. Nó pha nửa yếu nha. Trong những vị tướng tôi cảm giác là có thể tắt. Gặp chơi kinh tế đúng không? Nhanh trong cái đội hình này có thể cộng thêm Smith nữa. Chứ Smith kiểu 3 ngàn rồi. Hơn tí xíu. Cho nên bắt buộc là phải có thêm nhiều điều kiện cần đến từ bên phía Rainbow Seven và thời gian sẽ đưa tới không ủng hộ hay họ. Điều này sẽ bị cản trở của họ một thấy không? Imo nhìn thấy thằng Summit không chắc sau lưng nó có ai không chạy về hẳn luôn. 3.000 tiền là khoảng cách to phút 20 nhưng cũng cần phải cẩn trọng đến từ Gam khi mà đối phương là đội hình người ta rất là khỏe khi mà có Prom Ezreal khi mà có người tới thì sao bị anh ta đang bị thì gõ vô cái đầu mày chứ sao tức là Levi chỉ việc đi bộ thì và anh ta đang thì mày gây sự khó thì mày cút chứ sao phải nằm xuống mà thôi rõ ràng là Levi giữ rồi để muốn call flash. Nhưng mà Ryan Smith cũng biết điều đó và Smith không mất flash. Cái vấn đề là chỗ đó, Smith không mất flash không... thì mất mạng. Đấy, đúng, anh ta quyết định là đổi flash lấy đổi mạng lấy mất flash thì mất mạng. Thà mất mạng chứ không mất flash. Tôi okay. Thích cái triết lý sống này của Smith, một cái flash đổi 300 đồng. Nó tương đối chất lượng dành cho 0-2 của Smith ở trong giai đoạn này. Và bây giờ Levi mới lái xe ra, anh ta sẽ lái xe ra cái trụ thứ hai khu vực đường giữa này. Ớt đi đang lựa góc nhưng cái góc này để xoáy thì không thể nào được bởi vì không có sự hợp, có phối hợp đến từ Smith. Và cái áp lực dành cho phía Rainbow Seven là phải phòng ngự trụ 2 khu vực và khu vực đường dưới không có trụ 2 phòng ngự. Thì bạn thấy mà đây chính là ước mơ của VCS chúng ta bao nhiêu năm nay đó các bạn. Vào cái đi phòng ngự ra chung kết thế giới đánh macro các bạn. Nữa rồi. Và khoảng cách về tiền tiếp tục được gia tăng con số. Mà giấc mơ thành hiện thực à. Khi mà có tình huống di chuyển qua cướp rừng của đối phương có được đêm hàng gục của khu vực đường vãi cá lìn. Đây là một game rất là lạ khi mà cái lối chơi macro bao nhiêu năm nay đâu có đánh được đâu. Nhưng đây là hơn về trụ hơn về chúng ta có năm ngoái thì Team Well đánh được vài ván. Năm ngoái cái Team Well có đánh được năm ngoái Team Well có đánh được một vài ván giống giống như vậy. Nhưng mà game thì trước giờ ra quốc tế chưa bao giờ đánh cái kiểu macro này chứ. Bạn có thể có được hai con rồng nhưng con rồng cần thiết nhất con rồng biết lên trang bị thì nó đang khỏe quá. Một con rồng đã có được mặt nạ, đã có được xô xin đầy đủ những lượng trang bị để giúp cho Levi có những cú khạc và nó cực kỳ đau đớn. Tôi nghĩ một cú khạc bây giờ của Levi sẽ tầm rồi để coi là không chắc là gần nửa cây máu của Kenny hoặc là Cell đó chứ còn những người chống chịu thì cũng phải chừng 1/3 cây. Lấy anh lượng kháng phép của anh ta có vừa đủ mà thôi. Trong khi đó thì lượng kháng phép đến từ bên phía của Rainbow Seven thì đến từ Summit với một cái dây thủy ngân. Đội hình của họ thật ra không có chống chịu. Tụi bay cứ khoái mẹ mày ăn hiếp mấy thằng đang trong tình trạng khó khăn. Chứ năm ngoái Gam thắng Team Liquid ID Mid vậy. Nhắc lại là Smith không có bất kỳ trang bị phòng ngự hay trang bị về giáp nào cả. Cho nên một vs một bây giờ thì Smith gần dòng giống gì khốn nạn. Lúc người ta thắng thì không công nhận. Lúc thua thì mẹ mày hùa vô cắn. Sống súc vật. Búng cả tiền tròn luôn là đằng khác. Và nó còn chưa kể đến cái trụ thứ hai của bên giữa cũng đang dần dần bị mất đi. Nó sẽ gọi là rút ngắn cái phạm vi farm của Cell lại. Cell từ nãy giờ phải đi đường giữa để có thể đẩy lính. Mà có issue này bây giờ đẩy lính ít. Từ từ Lion bắt buộc phải sử dụng top 8. Ôi đó lại cái chủ đề của Cell. Cell bây giờ phải đẩy không top 8 không nổi đâu. Thụy Sĩ thôi à. Top 8 không đủ sức đâu. Thì ta lại mệt hơn. Một pha cố gắng nhảy, cố gắng tạo ra một điểm nhân. Nếu từ đó đi nhưng cơ hội nó đã bị giảm đi rất nhiều rồi. Đây là một góc tương đối chết. Nếu như mà mưa tên lửa của Kenny được sử dụng, quá tên cứu đã trúng mọi thứ đang dồn ngược Levi. Levi anh ta né kỹ năng không được tốt lắm. Và vừa rồi thì Kenny đã kích hoạt được hết tất cả của mình vào người của Levi. Rồng thì đã ra mà Levi thắp máu không có quái rừng để hồi phục lại. Nhưng mà bỏ rồng hết vậy được không? Như là hơi không khả rồng công nghệ nha. Tại vì với lượng trang bị này thì ăn Baron nó không phải là dễ dàng khi mà chống chịu không có từ thích của game. Như vậy là pha có tạm gọi không Oren nha. Rồng công nghệ mạnh đó nha. Tấn công bởi tình huống phá mắc như thế. Nó dẫn đến tình huống là bạn không kiểm soát được khu vực hang rồng và đối phương có rồng 3 cách dễ dàng. Đây là sai lầm nhỏ nhỏ từ ga. Và giờ sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm đó từ với Gasport. Họ sẽ cần phải kiểm soát những con rồng tiếp theo của ván thi đấu này nếu như không muốn linh hồn rồng rơi vào tay của Rainbow Seven. Rồng công nghệ Rainbow không Seven có thể sử dụng cái... từ từ. Như vậy thằng Oddy đang ăn căng sói. Oddy đang ăn sói. Nhưng bây giờ có hết đam dùng hết đam vô dùng hết đam vô dùng hết đam vô. Đang hết đam vô. Dùng hết đam vô. Chậu. Chậu. Hơi trễ và không còn băng địa chấn với Quách Tàn Kiệu.
như vậy coi như thành công đi, bạn chấp nhận bỏ con rồng, bạn bỏ lô điểm hạ gục rồi lấy bù lại Baron. Thì bây giờ với bù lại Baron đẩy rất là dễ đến từ phía của Gam, tại vì có 6-0 đến từ Gam Esports. Với việc có được 6 con sâu công cộng kèm với bù lại Baron sẽ giúp cho nền kinh tế dồi dào hơn nữa. Đồng ý là vừa rồi Rainbow Seven có pha hạ gục được Elio, nhưng một mình Elio để đổi lấy con Baron thì họ vẫn quá lời. Trước cái đến nó sẽ còn đảm bảo mặt tương lai hơn khi mà lượng kiểm soát tầm nhìn của Gamespot cũng sẽ đánh giá khá cao. Oddy sẵn sàng chưa? Oddy hình như đang hơi đau đớn, con khỉ này đang bị chém liên tiếp và hình như hơi khó cho Oddy có thể thở được. Chiêu cuối game một quyết định để có bắn tóc tui quá hay solo kill Jibo, quả đỉnh cao dành cho Emvin. Và ai sẽ là người tiếp theo được chọn đây? Na Tí Nị, Na Tí Nị, Na Tí Nị, Na Tí Nị và xin ra tiền 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 ta sẽ phải nằm xuống bùng nổ. U vẫn đủ đam hả? Quá đau đớn và Isaac đã phải bị hạ gục. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Mạng mạng sale chạy xuống đây thì nó quá trễ rồi. Gaspok thắng trong trận giao tranh vừa rồi. Một pha mà Evo anh ta rất quyết đoán, tốc biến lên tích cần vào Oddy, giết điện thắng cầu đội Oddy cho tình huống mà không thể thoát từ Oddy được nữa. Sát thương thì vẫn còn từ Levi nhưng để đẩy đến từ phía của Gam. Tóc biến lên ủi được vào, hất tung lên, sale đã phải đâm xuống. Cách trong cũng phải được của Kia. Và sale bị hạ gục, Lion không lẽ sẽ phải đi theo. Kia, tới hai Brom đang xuất hiện trên một màn hình. Nhưng rõ ràng cái Brom nhưng rõ ràng chỉ với một Drummer Icon thôi thì cũng đủ để giúp cho Leo tạo ra một cái điểm nhấn cực kỳ lớn. Summit ở trong giai đoạn này, một con Na sẵn sàng hóa khổng lồ. Nhưng rất khó để cho Summit có thể làm được gì lắm. Đã là hơn 7.000 tiền vượt trội đến từ phía Game Esports rồi cho pha tấn công ở khu vực dưới rất quyết đoán đến từ Emo. Nó mở ra pha tấn công, mặc dù Easy Love bị hạ gục trước sát thương đến từ Syndra. Nhưng đây là pha rất quyết đoán của Emo. Và đây là em Vinh rất xuất sắc đến từ vấn đề không phải là thắng Rainbow Seven các bạn. Xử lý kỹ năng thắng Rainbow Seven thì chúng ta thắng nhiều rồi. Pha solo kill và tiếp tục khi mà Summit tới, khi mà Kenny tới, từng người cũng phải bị hạ gục mà thôi. Các bạn chàng trai về bên nha. Vấn đề không phải thắng Rainbow Seven. Rainbow Seven chúng ta thắng nhiều rồi. Vấn đề ở đây là cách thắng. Chắc chắn là bị tấn công mà thôi. Chỉ có điều là Easy Love đi vào gọi là cái góc hơi thừa xíu. Không sao, không sao. Nhưng mà tôi thật sự vẫn ấn tượng với tình huống Emo vừa rồi. Isla cũng không ngờ tới mà. Không nghĩ tới. Nhưng tôi vẫn cẩn thận nha, nó ba rồng nha. Nó ba rồng. Cân sức giữa Ngộ Không và Nhị Vinh Thần trong tình huống vừa rồi. Và người chiến thắng còn là khác chính là Emo. Với việc hạ gục được Oddy đồng nghĩa việc không có một cú sấy đủ đẹp để giúp cho Rainbow Seven nhảy vào pha giao tranh. Thì Gaspard hữu cứ tràn lên tấn công mà thôi. Và bây giờ thì đã là ngưỡng 3 trang bị để tới chu lực đến của Gam rồi. Levi với 3 trang bị, trong khi đó thì Emo và Easy Love cũng là 3 trang bị. Những trang bị rất là đắt tiền đến từng thì của Easy Love giúp số tiền của gia tăng một cách cực kỳ đáng kể. Bên phía bên kia thì thật ra khả năng phòng ngự lính dưới trụ chỉ có mỗi Candy mà thôi. Ezreal không phải là vị trí phòng ngự lính dưới trụ cách dễ dàng lắm. Đứng dưới thì đã mở ra trên phía của Gam rồi, nhưng vấn đề là còn 15 giây Baron sẽ hơi khó để tấn công công trình. Nhưng phải cần kiểm soát con rồng tiếp theo của ván đấu nha. 1 phút 40 giây nữa. Linh hồn rồng có thể có trên phía của Rainbow Seven. Nhưng họ chạy và họ đánh rồng kiểu gì? Họ trước khi vào rồng đó thì họ gặp phải một con rồng Savannah 312 trong tay của Levi. Rất khó để có thể làm được gì lắm. Còn Rock Kenny khu vực đường trên này vẫn đang là một từ hay quá Easy Love. Xoáy thẳng và bị hất tung lên. Hay quá luôn Easy Love ơi. Vô vọng và sao em biết vậy? Trả thù. Easy Love. Trời ơi. Anh ta e vào để kịp tầm nhìn trong cái bụi đó. Phát hiện đối phương không có tốc biến đứng trong bụi, nghe tất emo cho mình nơi chiêu cuối và không thể nào thoát đến từ Kenny ở tình huống này. Quá rờ rất đẹp, nó đẩy cho Oddy sell cũng như là thêm hỗ trợ đi ra và người sẽ bị kẹt lại là cái trụ mà thôi. Rainbow Seven đang rất lạc lõng trong công cuộc phá hủy hay phòng thủ được bất cứ một cái gì phía bên kia chi tiến. Na vẫn đang cố gắng đẩy, chúng ta đang thấy BOV của Summit. Thôi, thích đùa phá nhào. Lần trong một thi đấu. Thích đùa không? Nỗ lực để có được cái công trình. Summit đẩy tiếp đi Summit. Anh phiên bản Summit. Nhưng hình như là anh ta đang ra cho anh hơi lâu. Đánh trụ thôi mới xa lắm, nhạc xa lắm anh Trung à. Nhưng cái quan trọng hơn hết là chúng ta vẫn thấy hành trình của Na, một hành trình để nỗ lực, hành trình nghèo vượt khó. Nhưng thật sự rất khó cho Summit ở trong tình huống này. Nếu như anh ta nghĩ tới cái trụ thứ ba của vừa đường dưới, anh ta dịch chuyển mình. Quẳng. Anh ta sợ. Hợp lý mà thôi. Quá cực khổ cho Summit. Còn tầm này thì bên phía thấy chưa? Thấy được rửa mắt chưa? Thấy được rửa mắt chưa? Thế này và thêm cái là mưa tinh lửa. Và Wukong thì rửa mắt chưa? Liên minh huyền thoại đỉnh cao, khu vực lớn thi đấu nó phải như vậy. Không như mấy thằng mà mày với cái lượng trang bị này mà thầy siết quay cạc kia tiền trên lợp châu Âu gì BCS. Nhưng tôi đang không nghĩ ra cách nào trên phía Rainbow Seven cả. Tại bây giờ với Gam đứng game nó phải được chơi như thế này quá dễ ăn đi. Lion mất tối kiên cường. Umova đẩy ra rất hay của Elio bị hất tung lên và sẽ dọc lên phía bên này. Levi đang cố gắng bơi mưa tới lửa quá đẹp xeo để bị kẹt bên trong và đang cố gắng bỏ chạy. Mặt nạ nó đốt cháy là màn đối mặt. Isaac tiếp tục bị dính bùng nổ sức mạnh. Kia đang cố gắng phải Oddy vẫn đang xảy vô cùng đẹp. Imo đang di chuyển tới. Kia bị tấn công liên tục và Oddy đã dí được vào cái nơi đứng của Elio và Imo đang lựa góc để có thể chém. Nhưng tôi cảm giác đã dừng lại đây mà thôi. Elio đã bị hạ gục. Và bỗng nhiên bên phía Gamespot họ lại bỏ lỡ một pha giao tranh. Nó đáng đến như thế. Emo được không nhờ? Hơi khó đấy. Bắt đầu tấn công để xem nào có muốn sử dụng chiêu cuối công. Câu trả lời của Emo là không. Anh ta quyết định là không sử dụng chiêu cuối trong thưởng này. Và sẽ là linh hồn rồng dành cho Rainbow Seven.
Bây giờ thì chúng ta có thể bào chữa rằng là Gamersport sẽ dùng tiền để đè con rồng này mà thôi. Đây là một pha mà rõ ràng là quăng một cái lợi thế đi rất lớn từ Gam khi ba người tấn công vào đó lên. Thật ra mục tiêu vẫn rất là cân ăn nha. Nhưng cái điều chính là cái nhịp mà chia ra đến từ bên phía của Gamersport. Oddy cũng bị tấn công, Cell thì bị hạ gục và sát thương đến từ Kia'Ya rồi. Nhưng Easy Love lại đứng giữa đội hình của đối phương và tiến lên của anh ta. Và cái giá phải trả khi mà mấy phút tơ của bạn là tóc biến giữa ba người của đối phương và Emo vẫn chưa tới kịp. Nếu như Emo tới kịp dọn dẹp tàn dư đến từ phía Resident thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng đó là pha sai lầm khi mà cái nhịp phối hợp của họ vẫn chưa đủ người. Và bây giờ thì Linh Hồn Rồng dành cho phía của Rainbow Seven. Nhưng mà khoảng cách vẫn là con số gần 7.000 tiền. Tức là nếu như bên phía của Rainbow Seven ảo thật đấy, ảo thật đó, tạo ra một cái một pha giao tranh mà họ thắng 5 năm ấy, thì lúc đó vâng sao nhá, cái linh hồn rồng nó có thể phát huy được tác dụng của nó. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này Gamersport sẽ tận dụng cái kinh tế này giờ mất con Baron cái cân tiền nè đang xuất hiện trên người bên phía của Rainbow Seven. Ít nhất rằng cái lượng trang bị chúng ta vẫn nhỉnh hơn chủ lực khi mà Easy Love và Emo đang có lượng mất con Baron cái cân tiền luôn nè. Bây giờ với Emo thật ra từ nãy giờ những pha giao tranh ta thấy rằng khu là không có Emo thôi. Chứ có Emo thì sát thương rất là dễ dàng mọi người của đối phương. Bây giờ Emo đẩy ở khu vực đường dưới Amaron. Đấy là phải câu nha. Nếu đối phương di chuyển ra thì không có cách nào submit 1 vs 1 với Emo được cả. Cái bài này VCS làm rồi. Đúng rồi. Submit mà nhảy lên đánh nhau với Emo là submit gặp chuyện đấy. Chứ không phải là không đâu. Submit và tấn công một con na khổng lồ. Emo vẫn đang chém đẩy được vào tường. Gia đang di chuyển tới. Và ta đang xảy liên tục không hề ngừng nghỉ. Submit sẵn sàng quay đầu tấn công. Baron vẫn đang được ăn đến tới cách thành viên Gasport. Lùi ra. Họ đang lùi ra. Họ vẫn đang tạo ra cái thế giấc nhã sẽ là nhà lính bên dưới. Và Kenny đã về được tới nơi. Còn trong khi đó thì Cell đang cố gắng phòng thủ ở ngay khu vực hang Baron này. Kenny đang muốn dí. Anh ta muốn có thể bùng nổ sức mạnh mọi người của Emo nhưng cơ hội đang bị giảm đi khá nhiều rồi. Đã là mở được lên sức cấp ở khu vực đường dưới. Mình xin được phép rút lại nha, hồi nãy lỗi luôn sai, đánh giống Tiêu Anh rồi đó. Không giống Han Wallace Sport nha anh em, mà giống Tiêu Anh. Lỗi luôn. Xin chân thành xin lỗi tập thể fan Tiêu Anh và Tiêu Anh. Gặp là giống Tiêu Anh. Nếu như không phòng ngự lính vào chắc chắn sẽ nhà lính đến từ phía. Nhà lính bể rồi và bể chủ bảo vệ nhà chính. Và cái quan trọng giống giống giai đoạn này thật ra cũng chả còn luôn sai luôn sai đến từ phía Rainbow Seven, tại ở trong giai đoạn này bạn muốn trao đổi Baron nó đòi hỏi nhiều lắm, cho nên bắt buộc là R7 phải đi tìm một cái gì đó hay là làm một cái gì đó. Và bây ăn giờ thôi đối phương đi về thì ăn thôi. Xeo lộ khu vực nhà của đối phương rồi, như vậy là 4-3 người như thế này thì Gam Baron. Baron họ vẫn họ đang nháy, họ vẫn muốn nháy khu vực đường dưới. À tôi đang thấy họ muốn bắt Oddy à, họ muốn bắt Oddy nhiều hơn rồi. Họ chọn thời điểm đúng rồi đó. Đó, đối phương đây. Nhấp nhả, nhấp nhả, nhấp nhả. Sẽ là canh đồng thời điểm. Ba người. Tại vì Gam còn tele, tụi nó không ra khỏi khỏi căn cứ được. Trụ sáu sâu trụ mất nhanh. Hai người thì 2 vs 2 khu vực dưới sẽ thắng đến tình phía của Gam. Và bây giờ đó phương lộ diện nhiều ở khu vực. Tụi nó mà đi ra hang Baron là Gam hai thằng có tele bay vô nhà phá banh nhà. Cách cực kỳ nhẹ nhàng và quan trọng hơn hết là với việc có được bù lại Baron thêm cái sân bay đang được mở ra. Tí nữa làm pha 50-50 là y chang Tiêu Anh luôn, 50-50 đồng ngàn tuổi là y chang Tiêu Anh luôn mà. Bởi vì bạn muốn giao tranh 3 phút không end game được là 50-50 đồng ngàn tuổi là y chang Tiêu Anh luôn. 5 giây 30 giây không đường giữa. Như vậy là nhà lính sẽ kịp hồi khi mà Gam tấn công lên được lính tiếp theo. Nhưng có tụi nó dưới rồng hết rồi, xong rồi đó tele vô nhà đó. Lấy công trình là để không hồi với Gam. Không biết Tiêu Anh là đoạn nào thôi. Tiêu Anh 2 năm về trước không? Họ có thể làm được điều đó, nó sẽ trong một vài trường hợp vẫn sẽ là khả năng đẩy của họ mà thôi. Cái quan trọng hết là em Vinh vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của Emo, đã có được 3 món trang bị, 4 món trang bị rồi và sắp sửa full đồ rồi. Điều này sẽ giúp cho khả năng đẩy đến từ bên phía Gasport lại càng làm tí 50-50 đồng ngàn tuổi xong tê lê vô nhà ra rồi. Nếu như Gasport họ nhận ra được vấn đề đó ngay từ thời điểm sớm và họ lùi, họ tạo ra thế nhấp nhã thì người gặp vấn đề sẽ là Rainbow Seven. Đây đang đẩy cả 3 đường đến từ Gam, Elio và Easy Love sẽ ở khu vực đường giữa. Đường trên thì đó là Kia'Ya dưới sự hỗ trợ đến từ phía Levi, trong khi đó khu vực dưới Emo để một mình. Được lực cấp đang đẩy là khá to đến từ Emo. Đang rất là chậm rãi đến từ phía của Gam nha. Rất hay. Là hay. Hay đến từ Elio. Rất bình tĩnh, đẩy được vào tường rất tung lên, bảo đạn được bung ra, phải có tốt dù để có thể che đến từ Lion, băng địa chấn cũng được bung. Oddy đã phải lùi, đồng nghĩa việc là số lượng người phòng thủ ngay khu vực này đang bị giảm đi rất nhiều. Cell một mình đứng chống cự của một nửa cánh. Sân bay rồi. Từ từ thôi. Ta đang phải bỏ chạy. Lion cũng đang tương tự cho mình. Từ từ thôi. Hai. Sân bay. Đã không thể nào bảo kê được Kenny và hãy nhìn Easy Love bay lên bắn không bị ngừng nghỉ. Emo nhảy vào chém tiếp và là 1-0. Một game rồi. Esports. Đối phương có 4 rồng, đối phương có rất nhiều điểm hàng. VCS. Ta có nhà chính của đối phương cho phao tranh lính tràn vào rất là nhiều. Và khi mà có đầy đủ cả 5 người đến từ Gam Esports, không thể nào thua đến từ Gam Esports được cả. Xin chúc mừng các thành viên của Gam Esports. Đây là một chiến thắng mặc dù nó có những vết xước nhưng nó không đủ lớn
dựa trên khả năng macro của họ, họ out macro hoàn toàn so với lại các thành viên Rainbow Seven ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Đây là cách mà game thi đấu với những đội reset còn lại. Họ thua về điểm hạ gục. Khu vực lớn. Họ biết ra mục tiêu và chỉ số farm của họ vượt trội hơn so đối phương rất là nhiều. Rất là nhiều lần mà thành công. 997 nha. Phải ra mục tiêu và họ thành công với điều đó. Và với việc